Sĩ Đàn thân ái kính chào quý vị và các bạn, and welcome to Sĩ Đàn Music and Soul với chương trình Nhịp cầu âm nhạc. Kính thưa quý vị, trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc 4 với nam ca sĩ Nguyên Khang và nhóm Tứ Cầm, Nguyên Khang có gửi đến cho quý vị một ca khúc mà gần đây là một hit song của Nguyên Khang, ca khúc Một lần, Une fois. Và trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc 5 ngày hôm nay, Sĩ Đàn Music and Soul hân hạnh đón chào người nhạc sĩ nữ đầu tiên của chương trình Nhịp cầu âm nhạc đến từ thành phố hoa lệ Paris của thủ đô nước Pháp, nữ nhạc sĩ Dương Phương Linh. Hello Phương Linh. Em xin chào anh Sĩ Đăng và khán giả của Sĩ Đăng Music and Show. Kính thưa quý vị, Dương Phương Linh là một người rất là ít nói, cho nên quý vị ngày hôm nay Sĩ Đăng sẽ cố gắng bằng hết khả năng của mình để lấy những thông tin của Dương Phương Linh nhé. Phương Linh, em sống ở Paris lâu chưa? Dạ, em ở Paris cũng lâu rồi, chắc cũng phải từ năm 1982. 82. Là cũng 40 năm. 40 năm, dạ. Wow, như vậy là hơn nửa đời người. Dạ, đúng rồi. Và văn hóa ở Pháp thì đó là một cái văn hóa rất là nhẹ nhàng, rất là hay. Nó hình như nó cũng tác động một con người, phải không em? Dạ, em không biết, nhưng mà em nghĩ là vậy. Tại vì thường thường anh qua bên Pháp thì anh thấy các bạn ở bên Pháp nói chuyện nó cũng nhẹ nhàng lắm. Bên Mỹ thì gặp nhau là rầm rầm. Đời sống, có lẽ đời sống ở Pháp nó có ảnh hưởng gì đến trong cái công việc sáng tác của em không? Em nghĩ là có, dạ. Em nghĩ là có, là tự vì ở Paris thì là có những nơi rất là đẹp. Em nghĩ là nó tác động cho em rất là nhiều. Dạ. Wow. Anh có một cái thắc mắc này là như các bạn biết đó, có một điều cũng không biết là quý vị có biết không, là Dương Phương Linh là một trong những người viết thơ rất là hay. Anh có thể gọi em là nhà thơ được, và cũng là một người vẽ rất là đẹp. Thì bây giờ không biết là em thích được gọi là nhạc sĩ, thi sĩ hay là họa sĩ? Thật sự là em không muốn cái sĩ nào hết. Em không muốn cái sĩ nào hết, tự vì tất cả những gì mà em làm á là em làm không phải là mình nói cho vui thì cũng không phải, nhưng mà em làm là để nó giúp đỡ em qua bước qua cái đời sống thôi. Trong thơ thì trong tất cả những anh để ý là thông thường những người nhạc sĩ viết đó, mà có cái vốn liếng về thơ đó thì cái nội dung nó rất là phong phú hơn và nó đa dạng hơn. Cái thơ nó giúp cho mình cái thêm những cái ngôn từ, phải không em? Em nghĩ vậy, em cũng không biết lắm. Em ở Pháp 40 năm rồi, nhưng mà tiếng Việt của em thì nó vẫn tốt. Dạ, đúng em rồi. Em có một cái background là trong gia đình có ai là thi sĩ hay gì không? Dạ, em trong gia đình em thì không có ai là thi sĩ hết, nhưng mà em rời Việt Nam lúc em 18 tuổi, thì em nghĩ là 18 tuổi là mình không thể nào mình quên cái tiếng Việt hết. Cũng có. Với lại là có trường hợp quên. Với lại là em đọc sách rất nhiều. Đọc sách rất là nhiều. Vâng. Công việc thường ngày của Phương Linh là? Dạ, em làm về IT. Em làm computer. Về IT, dạ. Về software. Em đi làm lâu chưa? Em đi làm từ năm 89. Cái gì cũng rất là lâu. Dạ, cũng lâu rồi. Mà đi làm như vậy thì làm sao em có cái thời giờ, em có cái thời giờ để mà dành riêng cho mình không? Dạ có, là tự vì em trái với là những người mà làm về IT mà passion á, thì là em đi ra khỏi hạn là em bỏ lại hết, và những cái thời giờ còn lại thì là em hay dành cho em. Cái đó rất là hay, bởi vì anh thấy có những người đâm đầu công việc và đôi khi mà về nhà vẫn cái việc nó vẫn theo về nhà. Thì đôi khi em cũng có cái công việc theo về nhà, nhưng mà em làm maximum có thể để em giữ một cái phần thời gian cho em. Trong tháng qua, Sĩ Đàn Music and Soul có nhận được sự tài trợ của chị Phương Lan, cô Phương Vi Nguyễn, anh Quang Thắng, Vũ Trọng Đức. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho Sĩ Đàn Music and Soul. Hoặc nếu quý vị nào có thể giúp đỡ bằng tài trợ quảng cáo thì xin quý vị email cho Sĩ Đàn ở địa chỉ email là sĩ đàn music
sidanmusic@gmail.com hoặc bằng những thông tin ở bên dưới đây, Venmo, Zelle hoặc PayPal. Xin cảm ơn quý vị. Và để mở đầu chương trình hôm nay, Sĩ Đan và Phương Linh sẽ gửi đến cho quý vị ca khúc Lạc Mất Nụ Cười, một sáng tác của Dương Phương Linh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Không nhớ nữa, mở từng vuông tù tung cả căn phòng, sám soi ngõ ngách tâm hồn mơ mộng, vẫn chẳng thấy gì ngoài nỗi nhớ mênh mông. Tôi cất nụ cười ở nơi nào không rõ, quét sạch khu vườn đào bới từng ngọn cỏ, vào tận trái tim góc riêng nho nhỏ, vẫn chẳng thấy gì ngoài nỗi nhớ giang co. Nụ cười của tôi ở nơi nào thế nhỉ? Nụ cười của tôi sao tìm mãi không ra? Đành hỏi trăng, trăng mỉm cười rất là bao nụ cười tôi để lại tận phương xa. Tôi cất nụ cười ở nơi nào không biết, lúa tay từng áo mùa vội vã, giờ từng trang thư từng ước mơ chắp vá, vẫn chẳng thấy gì ngoài nỗi nhớ bao la. Lạc mất nụ cười là cả những cơn mơ, ô hay tôi còn lại chút ngu ngơ. Lạc mất nụ cười là cả những vần thơ, hỏi chẳng già cứ làm ngơ. Không gió quét sạch khu vườn đào bới từng ngọn cỏ, vào tận trái tim góc riêng nho nhỏ, vẫn chẳng thấy gì ngoài nỗi nhớ giang co. Nụ cười của tôi ở nơi nào thế nhỉ? Nụ cười của tôi sao tìm mãi không ra? Đành hỏi trăng, trăng mỉm cười rất là bao nụ cười tôi để lại tận phương xa. Tôi cất nụ cười ở nơi nào không biết, lùa tay từng túi áo mùa vội vã, giờ từng trang thư từng ước mơ chắp vá, vẫn chẳng thấy gì ngoài nỗi nhớ bao la. Lạc mất nụ cười là cả những cơn mơ, ô hay tôi còn lại chúng ngu ngơ. Lạc mất nụ cười là cả những vần thơ, hỏi chẳng già cứ làm ngơ. Và trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc, Sĩ Đan Music and Soul rất hân hạnh đón nhận sự tài trợ của văn phòng RMI USA Robert Mullins International, cũng là kỷ niệm 35 năm khẳng định nghiệp vụ của văn phòng, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai. Nếu quý vị có yêu cầu và muốn tìm hiểu việc bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam hay các nước khác, xin quý vị liên lạc với văn phòng RMI USA với những thông tin ở dưới đây.
và địa chỉ email là info@rmiodp.com. Xin cảm ơn quý vị. Có một điều Sedan xin tâm sự với quý vị khán giả là tại sao mà Sedan và Phương Linh lại thân nhau. Bởi vì thật sự mà nói thì anh em chúng tôi đã quen biết nhau từ khi mà Phương Linh mới có 13 tuổi. Dạ đúng rồi. Thì Sedan, cái chuyện nó cũng lâu rồi, bây giờ mình chả có gì để giấu giếm hết. Là khi xưa đó thì Sedan ở vào cái tuổi mà khoảng 20 tuổi thì Sedan bị nhà nước kêu đi nghĩa vụ quân sự. Và mình không thích, mình không thích cho nên là mình không đi. Không đi thì nếu mà không đi là không có nhà ở thôi. Cho nên là thật sự mà lúc đó thì Sedan phải nói rất là ra ơn cái gia đình của Phương Linh. Là Phương Linh là em cùng người bạn Sedan là Dung. Và lúc đó thì đi lang thang vậy đó, thì Dung mới nói là thôi đi lang thang là gì, về nhà của Dung và Phương Linh đi. Thì về đó thì cũng đâu biết là về đó là nguyên đám trốn lính rồi đó. Nguyên một đám trốn nghĩa vụ ở đó. Phải nói là mẹ của Dương Phương Linh là bác Bảo là một trong những người phải nói là trái tim rất là tốt, rất là nhân hậu. Mà nếu mà không có bác á thì anh nghĩ chắc giờ này anh không biết nó tới đâu em. Tại vì nếu mà lúc đó anh đi, nếu mà anh đi lính, đi bộ đội, nói thẳng đi bộ đội á, thì mà lúc đó Việt Nam đang đánh Campuchia. Nếu mà anh đi lúc đó thì anh không biết là bây giờ thân thể có toàn vẹn không, không biết là mình có còn là nhạc sĩ không. Đó là một trong những cái điều mà luôn luôn là Sedan ghi nhớ đến gia đình của Dương Phương Linh. Và cũng ở trong môi trường đó thì anh gặp Phương Linh. Lúc đó là Phương Linh đã biết đánh piano rồi. Thật sự mà nói lúc đó đó, không bao giờ anh nghĩ là một ngày nào đó Dương Phương Linh lại trở thành một người nhạc sĩ sáng tác rất là hay, rất là giỏi. Bởi vì lúc đó thì em còn bé. Và có một cái điều rất là hay là mỗi lần mà anh chỉ cho em bài nào xong á, xong rồi anh đi đâu á, anh đi về anh nghe em đàn giống như anh. Cái catch up, cái sự bén nhạy của em rất hay. Em nghĩ cái đó là có phải là một trong những cái năng khiếu của mình không? Em không dám nhận là năng khiếu. Vâng, kính thưa quý vị, và phải nói là cái thời tuổi trẻ của Việt Nam là như vậy. Nhưng mà em lúc đó là em rời Việt Nam là năm 18 tuổi. Dạ đúng rồi. Và khi em sang Pháp á, thì em đọc sách rất là nhiều. Dạ. Và khi nào em bắt đầu làm thơ? Em làm thơ cũng từ lúc em 20 tuổi đó. Là từ vì em ở trong ký túc xá em buồn quá thì em kiếm chuyện em làm thôi. Lúc nào cũng kiếm, cái lúc em buồn thì em kiếm chuyện là giải tỏa. Thì là em tập làm thơ, làm nhạc từ lúc đó. Và thơ trước hay là nhạc trước? Dạ thơ trước. Thơ trước, rồi dạ. Nhạc mới sau. Dạ. Còn vẽ, hội họa? Còn vẽ thì là sau này, rất là lâu sau rất này. Rất là lâu sau dạ. Này. Dạ. Okay. Em sáng tác được bao nhiêu bài tổng cộng tất cả? Chắc cũng được 10 bài, 12 bài gì đó. Vậy thôi hả? Dạ. Wow. em không làm nhạc nhiều. Phương Linh có thể cho anh và quý vị khán giả biết cái ca khúc đầu tiên mà em sáng tác là ca khúc nào? Cái ca khúc đầu tiên mà em sáng tác là Tương Tư. Tương Tư. Cái wow. lúc đó là em 20 tuổi, em ở trong cư xá sinh viên. Thì, vậy hả? Dạ, em còn ở trong cư xá sinh viên. Thì lúc đó em có một cái piano điện em để ở trong phòng á. Thì buổi tối cái em buồn, cái em đeo headphone lên, cái em ngồi em chơi đàn vậy. Thì cái ca khúc đầu tiên là Tương Tư. Nhưng mà Tương Tư đó là có vì bởi vì Tương Tư ăn nào không? Ai cũng hỏi em cái câu hỏi đó. Chắc nhưng phải mà hỏi thôi, trên dạ, sao vậy? Mà thật sự là em viết cái bài đó cho người khác chứ không phải là cho em. Dạ. Một cái đó là chuyện, cái đó là chuyện, là chuyện thật. Dạ. Chuyện thật. Ok. Nhưng mà em Tương Tư là một ca khúc đầu tiên của em thì anh có thể hỏi em là cái bài đó là cái lời nó ra trước hay là em viết cái nhạc trước em rồi em mới viết cái lời? Em viết cái nhạc trước em rồi viết em cái viết nhạc lời trước. Sau. Dạ, và cái lời sau đó là lý do tại sao mà cái melody đó thật là đẹp nha quý vị. Và phải nói là quá không tình cờ nghe Phương Linh, anh không biết là cái bài đó em viết đầu tiên. Bởi vì mình lựa cái bài Tương Tư là cái bài một trong những bài hát của ngày hôm nay. Dạ. Đúng không? Và bài hát kế tiếp, Sedan xin giới thiệu đến quý vị ca khúc mà Dương Phương Linh đã viết đầu tiên trong cuộc đời, sáng tác bài hát Tương Tư đã được viết cách đây gần 40 năm. Có phần trình bày của đôi sóng thần, nữ ca sĩ Hà Thanh Vân và nam nhạc sĩ Johnson Cook.
Xin mời quý vị cùng thưởng thức Tương Tư. Gian dài hai anh em mình không gặp cũng gần cả 20 năm em hả? Thì tình cờ Sidan mới liên lạc lại được với Dương Phương Linh thì biết là Dương Phương Linh viết nhạc, sáng tác và cũng thỉnh thoảng có đi trình diễn. Thì một trong những nhân vật
này mà không thể là mình không nhắc đến, đó là Mộng Trang. Thì lúc đó anh biết là em và Mộng Trang đi trình diễn nhiều, và trong tất cả những ca khúc của em đa số là Mộng Trang trình bày rất nhiều. Em có thể nói sơ sơ về Mộng Trang được không? Mộng Trang thì những cái bài nhạc mà em viết á, thì em viết xong cái em nhét trong hộp tủ, em không có em không biết hát, thành ra em cứ viết xong cái em nhét trong hộp tủ. Thì Mộng Trang chính là người mà moi từ trong hộp tủ ra và giới thiệu tới tới tất cả mọi người. Trang là người mà là người bạn mà rất là kín đáo, và những gì cô làm á là cô làm vì cái tình thơ, vì cái tình thơ thân của bạn bè, chứ không bao giờ mà làm vì tính toán này nọ. Thành ra em với là Trang á là hai đứa rất là hợp với nhau. Nhưng mà hai cô quen với nhau từ lúc nào? Em quen là từ chắc cũng từ mười mấy năm nay thôi, chứ cũng không phải là từ lâu lắm. Nhưng mà quen là vì tụi em ở trong một cái group, thì là một cái group kêu là cái group sáng tác ở bên bên Paris đó. Thì từ đó thì là hai cô quen nhau từ trong cái group mà sáng tác từ bên Paris. Chẳng hạn như là Tương Tư, một bài hát đã nằm trong tủ đến mấy chục năm. Mấy chục năm nhưng mà cái bài mà Trang moi ra đầu tiên là Lạc Mất Nụ Cười. Nhưng mà cái bài đầu, tức có nghĩa là bài Lạc Mất Nụ Cười là bài đầu tiên mà Trang đem nó ra trình diễn. Dạ, Trang đem ra. Tại sao bữa nay Sĩ Đan may mắn quá, bữa nay là mình có Tương Tư, mình lại có Lạc Mất Nụ Cười. Rồi lát nữa là Dương Vương Linh sẽ gửi đến cho quý vị một sáng tác mới nhất của cô. Đó, và ngày hôm nay phải nói là rất là cái hên. Đó là một vài nét về Dương Phương Linh và Mộng Trang. Là Dương Phương Linh là một nhạc sĩ sáng tác, và Mộng Trang là một trong những người đầu tiên đã truyền tải dòng nhạc của Dương Phương Linh, đúng không Mộng em? Mộng Trang cũng là một nghệ sĩ sáng tác rất là hay. Đúng rồi. Thường thường nghệ sĩ sáng tác thì ít lăng xê nhạc của người khác lắm, nhưng mà thank you Mộng Trang. Cảm ơn Mộng Trang đã chịu. Merci. Đúng rồi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mộng Trang rất nhiều. Và kính thưa quý vị, bài hát cuối cùng trong đêm nay, như là quý vị đã xem chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc số 4, và nam ca sĩ Nguyên Khang đã có giới thiệu và có hứa với quý vị là sẽ đem thêm một tác phẩm mới của nhạc sĩ Dương Phương Linh đến vào chương trình. Thì ngày hôm nay, welcome back trở lại, Nguyên Khang. Nguyên Khang xin chào anh Sĩ Đan cũng như xin chào tất cả quý vị. Em có nghĩ là em sẽ truyền tải chỉ là xót xa giống như em đã truyền tải một lần không? Em nghĩ về bài hát này như thế nào? Thật sự ra, kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi rất là hay. Sau này thì âm nhạc trở thành một công nghệ. Ở Việt Nam họ có những cái cách mà cân đo đong đếm, có những cái công thức để họ có thể đưa một bài hát ra, và bài hát đó nó sẽ trở thành nổi đình nổi đám rất là nhanh, và nó đi cũng rất là nhanh. Nhưng mà Khang thì Khang không có quan niệm làm âm nhạc như vậy. Đối với Khang mọi thứ là từ cái cảm xúc của mình, từ một cái người nhạc sĩ viết ra cho đến cái người nhạc sĩ hòa âm cái bài hát đó. Và Khang là người chuyên chở được cái cảm xúc của hai người, Khang kết nối cái cảm xúc đó, Khang đưa đến với khán giả. Thì tất cả là ở cảm xúc của mình thôi, chứ mình không thể nào mà tính toán được. Ồ, em có không thể nào vỗ ngực em nói em sẽ làm bài này nó sẽ hay như một lần hoặc là hay hơn một lần. Em không thể nào dám hứa điều đó. Nhưng mà rõ ràng thì cái bài hát này, không chỉ riêng cái bài chỉ là xót xa đâu quý vị, có rất nhiều bài mà Khang hy vọng là trong tương lai Khang sẽ làm một cái đĩa vinyl riêng cho Dương Phương Linh, bao gồm tất cả những sáng tác của cô, và những kể cả những bài hát nước ngoài mà có những cái lời rất là thơ, rất là khó để có thể viết ra bằng tiếng Việt, nhưng mà Dương Phương Linh đã làm được cái điều đó. Khi mà có nhiều lần Khang thử Linh lắm, em thử, em hay đưa Linh có cái bài này hay lắm, cái lời của nó hay lắm, Linh coi làm sao. Có nhiều bài thì Linh im ru à, cả năm không nói tiếng nào. Có nhiều bài chỉ có 20 phút sau xong cái lời đó Khang đó. Thì tất cả mọi thứ là nó đều từ cái cảm xúc mà ra, kính thưa quý vị. Cho nên rất là mong là, chỉ biết cầu nguyện là mình hát được hết bằng cái cảm xúc của mình. Giống như một lần cái bài đó Khang thu có 10 phút à,
kháng thuốc đúng 10 phút. Nhưng mà không thể ngờ nó là một cái hit lớn như vậy. Rất là nhiều nơi cover, lên YouTube mình thấy rất là nhiều. Và hy vọng đây là cũng là một cái bài hát mà bản thân Khang rất là thích. Và hy vọng là quý vị sẽ đón nhận bài hát này. Có thể nói Linh là một người dedicate hết cho nghệ thuật. Thì cái điều đó rất là hiếm khi nào mình thấy những người nhạc sĩ sau này làm được chuyện đó. Hầu hết những người nhạc sĩ sau này khi mà mình gọi để mình tìm một bài hát thì cái chuyện đầu tiên là giá cả trước. Nhưng mà chưa bao giờ thấy ở Linh điều đó. Mỗi lần mình cứ nói Linh ơi, cho Khang gửi tác quyền này tác quyền đó, nó thôi đừng có nói mấy chuyện đó. Linh không có thích nói mấy chuyện đó. Cho nên đó là một cái điều mà Khang rất là quý ở cái tính nghệ sĩ của Linh. Và hy vọng là quý vị khán giả khắp nơi sẽ đón nhận Dương Phương Linh như là những người nhạc sĩ đi trước, những người đàn anh, đàn chị, những người đã viết nhạc trước. Nhưng mà đây là một cái điều rất là may cho Khang. Anh Sĩ Đan nói đúng, đó là một cơ duyên. Và bây giờ chúng tôi là những người bạn rất là thân với nhau. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức Chỉ Là Xót Xa, nhạc và lời Dương Phương Linh qua giọng hát Nguyên Khang. Lần đầu tiên hát và ra mắt, đúng không em? Lần đầu tiên đây bài hát để ra mắt quý vị, và hy vọng quý vị sẽ yêu thích và ủng hộ. Với phần hòa âm của nhạc sĩ Sĩ Đan quý vị. Rơi trên tình tôi, bóng tôi chỉ là sóng xô trên tình tôi ngậm ngùi, chỉ là giấc mơ cho lệ rơi, chỉ là ước ao riêng mình tôi, chỉ là xót xa ngày tháng trôi xa quá. Về bước chân ngang hồn tôi lãng đãng, người về gió lay ru hồn tôi ngọt đầy, người về thoáng qua cho lòng say, người về bỗng xa thương tình ấy, kỷ niệm chúng ta là bóng mây chỉ còn xót xa. Ta đã có bao lần trong giấc mộng, vòng tay ấm ôm tròn bao ước vọng, ngồi bên nhau viết lên câu tình ca cùng nắng mới xôn xao muôn ngàn hoa. Tha câu tình ca mà đơn côi thay nghìn lời chán chối, chỉ còn xót xa thương tình tôi nhớ mãi, chỉ còn xót xa thương tình tôi lạc loài. Chẳng còn nắng rơi say lòng tôi, chẳng còn gió trôi ru hồn tôi, chỉ còn xót xa riêng mình tôi, chỉ là xót xa.
trong giấc mộng, vòng tay ấm ôm tròn bao ước vọng, ngồi bên nhau viết lên câu tình ca cùng nắng mới xôn xao muôn ngàn hoa. Với năm tháng bao mùa xây giấc mộng, người hờ hững tôi chìm sâu áo vàng, còn nơi đây thiết tha câu tình ca mà đơn côi thay nghìn lời chan chối. Chỉ còn xót xa thương tình tôi nhớ mãi, chỉ còn xót xa thương tình tôi lạc loài. Chẳng còn nắng rơi say lòng tôi, chẳng còn gió trôi ru hồn tôi, còn xót xa riêng mình tôi, chỉ là xót xa, chỉ còn xót xa riêng mình tôi. Chỉ là xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhịp cầu âm nhạc 5 với Dương Phương Linh. Xin quý vị tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Sĩ Đan Music and Soul. Và xin kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui, hạnh phúc bên gia đình. Xin mời Dương Phương Linh gửi lời chào đến quý vị. Và xin cảm ơn Nguyên Khang, Hà Thanh Vân và Johnson đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chúc tất cả mọi người một cuối tuần thật an vui. Xin cảm ơn. Bye bye.